Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Islam có mấy nền tảng cơ bản? Là những nền tảng nào? Islam có 5 nền tảng cơ bản. Nền tảng thứ nhất là nói câu tuyên thệ Sala Ashadu la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tôi xin chứng thực chỉ có Allah duy nhất là Thượng Đế để tôn thờ, và tôi cũng xin chứng thực Muhammad là thiên sứ của Allah. Nền tảng thứ hai đó là hành lễ Salat bắt buộc 5 lần trên một ngày. Nền tảng thứ ba là phát Zakat. Nền tảng thứ tư đó là nhịn chay tháng Ramadan. Và một nền tảng cuối cùng đó là nền tảng thứ năm, hành hương Haji. Nhưng nếu có khả năng, tôi xin hết.